Số liệu cho thấy tỷ lệ chi tiền túi trong tổng chi tiêu cho y tế chiếm 45% vào năm 2017 và dự kiến sẽ lên đến 55% vào năm 2025, thậm chí là thảm họa tài chính cho người bệnh. Mức chi tiền túi của người Việt Nam hiện tại đang cao gấp 2 lần khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới đứng trên Lào, Campuchia, Myanmar. Bên cạnh đó, việc chậm tiếp cận các thuốc mới được Bảo hiểm Y tế chi trả cũng đã kéo dài trong thời gian qua. Từ năm 2018 đến nay, danh mục thuốc thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế chưa được cập nhật. Trong luật bảo hiểm y tế sửa đổi lần này, Bộ Y tế cũng đề xuất hình thức bảo hiểm y tế bổ sung để chi trả các chi phí y tế nằm ngoài gói dịch vụ y tế cơ bản do bảo hiểm y tế chi trả. Đây là loại hình bảo hiểm y tế tự nguyện. Luật bảo hiểm y tế sẽ được sửa đổi toàn diện, dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp tháng 5 năm 2024 và thông qua tại kỳ họp tháng 10 năm 2024.